Tập 46, hỏi đường. Vẫn còn sớm, Bramble đi đâu vậy? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Mẹ ơi, con đi hái nho cùng Tiki nha. Được, nhưng cẩn thận nha. Vâng, tạm biệt mẹ. Đừng về muộn đó. Vâng. Bramble, đi nào. Nhìn kìa, cái ao. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã gần tới rồi. Ắt là ở đâu đó. Tiki, cậu có chắc đây là lối đi không? Tiki, Bramble, lại đây. Có chuyện gì vậy? Tới rồi. Trời ơi, đúng là loại nho tớ thích. Nó ngon quá đi. Chúng ta đang đợi gì vậy? Hái đi. Được thôi. Thơm ngon quá. Tớ no rồi. Về nhà thôi, Bramble. Ừ, thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Được. Tớ yêu nho vì chúng rất tuyệt vời. Chúng ta dừng lại để làm gì vậy? Tớ không nhớ có con đường giao nhau này ở đây. Thử lối này đi. Không không không, hướng này. Không phải, hướng này. Không phải hướng này. Ôi không, tớ không tìm thấy cái ao mà chúng ta đã đi qua. Mình bị lạc sao? Mình làm gì bây giờ? Nhìn này, có một cô chim bồ câu. Lại hỏi cô ấy đi. Này, cô chim bồ câu nhỏ, cô có biết đường đến mẫu giáo cây thông không? Cô ấy phớt lờ tớ à? Chắc cô ấy đang ngủ. Có lẽ chúng ta nên... Này, thức dậy. Tiki, đừng ngủ nữa. Thức dậy đi. Này, 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 xuống đây đi. Cô có biết đường đến mẫu giáo cây thông không? Tôi đang cố ngủ đây. Vậy là thô lỗ lắm đó. Này, cô chưa trả lời câu hỏi của con mà. Đừng có đi. Bây giờ ai là người thô lỗ hả? Tiki, cô ấy đang ngủ. Hơi thô lỗ rồi đó. Thật sao? Tiki, lối này nhé. Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? Tớ không. Là chú quạ kìa. Này, Tiki, đợi đã. Lần này để tớ hỏi. Được thôi. Chú quạ, xin chào. Chú khỏe không? Chào, các chàng trai. Chú có biết đường đến mẫu giáo cây thông không ạ? Mẫu giáo cây thông? Chắc chắn rồi. Tất nhiên chú biết đường. Để xem nào. Rẽ phải, tới tảng đá lớn. Và sau đó... Và sao ạ? Tiếp theo là gì? Và rồi con... Là gì nhỉ? Trái hay phải? Chú dường như không thể nhớ được. Nó bên trái hay bên phải? Tự nhiên chú quên mất tiêu luôn. Cái gì? Thôi, chú ráng nghĩ kỹ lại đi. Tiki, đừng hối chú mà. Bramble, chúng ta phải quay lại trước bữa trưa. Đúng là bọn nhóc thời nay. Nào Ram, chú ấy chẳng biết gì đâu. Nói gì vậy? Tiki, chờ chú ấy một phút để nhớ lại đã. Bramble, lãng phí thời gian quá. Chú ấy chắc không biết đâu. Thật thô lỗ, dù chú có biết cũng không nói cho con biết. Chú quạ ơi, đợi đã. Chú ấy có biết đường xá gì đâu. Bramble, đợi đây đi. Tớ sẽ tự mình tìm đường thôi. Tiki, cậu chỉ đang đi lòng vòng thôi. Chắc là lối này. Lần này tớ chắc. Tiki, tại sao tớ vẫn còn ở đây? Sao tớ quay lại được nhỉ? Làm sao để về nhà đây? Tớ nhớ mẹ tớ quá. Sao Bramble và Tiki vẫn chưa quay về vậy? Con không biết mẹ à? Chắc họ bị phân tâm trên đường trở về. Thôi được, mẹ phải đi tìm chúng. Mẹ, con đi nữa.
Chào ngỗng quen. Xin chào. Cậu là ai? Tớ là Tiki. Tiki? Đó là khỉ thô lỗ mà quả vừa kể cho chúng ta. Nhanh, hãy cất cánh vào. Đợi đã, đừng đi. Bộ tớ thật sự thô lỗ đến vậy sao? Thôi được rồi, hãy thử hỏi với người khác. Một con rùa. Chào. Rùa nhỏ, xin chào. Rùa nhỏ. Ôi không, đó là con khỉ bất lịch sự Tiki. Rùa nhỏ, tôi sẽ không nói chuyện với cậu. Tôi nghe nói cậu rất thô lỗ. Là lỗi của tớ. Tiki, đừng buồn mà. Tớ chắc chắn cậu có thể được chỉ đường nếu cậu hỏi một cách lịch sự hơn. Mặt trời đang lặn. Tất cả là lỗi của tớ. Tớ đã không đủ lịch sự. Nếu tớ lịch sự hơn thì mọi người đã vui lòng chỉ đường cho chúng ta rồi. Tất cả là lỗi của tớ. Bây giờ vẫn bị lạc. Tớ cũng nhớ mẹ tớ lắm. Chú Quà, chú đã quay lại rồi. Chú Quà, xin chào chú Quà, rất vui được gặp lại chú. Sao nhỉ? Là Tiki nhỏ bé thiếu kiên nhẫn. Chuyện gì vậy? Vẫn chưa tìm được đường về à? Con tại con đã cư xử rất tồi tệ nên chẳng ai muốn giúp đỡ chỉ đường cho chúng con. Vậy là con biết mình thô lỗ rồi chứ gì? Đúng vậy à. Có lẽ con không nên mắng mỏ và chế giễu chú. Điều đó không hay chút nào. Con đã thô lỗ. Chà, giờ con đã thừa nhận điều đó. Chà, chú tha thứ cho con. Cảm ơn chú Quạ. Xin lỗi, chú còn nhớ đường về nhà không? Nếu chú nhớ không lầm, rẽ phải ở tảng đá lớn và sau đó đi thẳng vào. Sau đó rẽ trái ở ao. Thế là xong. Con sẽ tới mẫu giáo cây thông. Được rồi, cảm ơn chú Raven. Tạm biệt. Tạm biệt. Về nhà nào. Rambo, nhanh lên. Chờ tới giới. Mà cái ao ở đâu vậy? Tiki, cậu có chắc ở đây là lối đi không? Chú ấy nói rẽ trái ở tảng đá lớn. Chắc là vậy mà. Chào cô chim bồ câu nhỏ, cô có khỏe không? Chờ đã, con xin lỗi. Vì chuyện trước đây, con đã không lịch sự lắm. Chim bồ câu nhỏ, lẽ ra con không nên đánh thức cô vậy. Con xin lỗi mà. Tha thứ cho con nha. Chà, cư xử tốt chẳng mất gì đâu nhóc à. Vậy nên cô tha thứ cho con. Thật à? Cảm ơn cô. Cô hiểu rồi. Con vẫn chưa tìm được đường quay lại mẫu giáo cây thông phải không? Vâng, chú Quà đã chỉ đường cho chúng con. Nhưng con nghĩ tụi con đã đi sai đường. Đừng lo lắng, cô sẽ giúp con. Tuyệt, tuyệt, chúng ta có thể về nhà rồi. Chúng ta về nhà. Tiki, Rambo. Tiki, Rambo. Tiki, Rambo. Chúng ta tới rồi. Con sẽ ổn kể từ đây trở đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô bồ câu. Không có gì các chàng trai. Cô rất hân hạnh. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tiki, Rambo. Mẹ ơi, con đây. Chúng con ở đây. Tiki, Rambo. Chào các bạn. Lịch sự là tôn trọng và thân thiện với người khác. Chúng ta nên cố gắng lịch sự hơn. Bởi vì nếu chúng ta tử tế với người khác thì họ cũng sẽ tử tế lại với chúng ta. Các cậu hiểu không? Tạm biệt.